Và hôm nay em làm clip để cho mọi người biết cách làm ra vòng gỗ sưa đỏ nha mọi người. Và đây là công trình em đang xẻ phối gỗ. Đấy, đây là xẻ phối gỗ nha. Tiếp đến là xẻ phối gỗ xong là em đưa vào máy tiện để tiện ra những cái hạt nó tròn nhất định và nó đẹp đều nha mọi người. Công đoạn tiện này cũng rất tỉ mỉ, không thể nào nhanh được. Tại vì nếu mà mình tiện nhanh thì nó bị bẻ hạt và nó vỡ hạt thì rất chi là phí. Đấy, thành ra là tiện cũng rất lâu. Đấy, công đoạn này là công đoạn tiện. Và tiện ra một hạt thì mình còn phải đánh đánh giấy nhám nữa cơ. Đấy, cũng không phải là nhanh được ạ. Đấy. Đây, quá trình tiện đã xong đây. Đó. Nó phần thô nó sẽ như thế này. Đó. Đấy, mọi người nhìn nhá. Rồi quá trình đi mài những cái đầu tiện thừa nhá. Vâng, em đang mài những cái đầu tiện thừa. Đấy. Lâu lắm mọi người ạ, làm ra chiếc vòng tay lâu lắm. Rồi thành phẩm được xong là chúng ta đi mài xong là chúng ta đi khoan lỗ. Em đang mài những đầu thừa đây. Làm ra những tiếng hạt tỉ mỉ lắm, lâu công lắm, cho đến tay khách hàng được rất chi là vất vả. Đó, vân veo đẹp chưa? Đó, đấy, từ sáng giờ đấy mọi người. Đấy, giờ có quá trình là bắt đầu là khoan lỗ nha. Mình có cái máy này thì khoan lỗ nó chuẩn và cái tâm lỗ nó chuẩn, nó đẹp hàng. Đấy, không phải như là mũi tiện bằng bằng bằng, bằng dao nhá. Đấy, làm này thì nó đẹp hàng. Đây là đang khoan lỗ. Đấy, khoan lỗ xong rồi ta đến công đoạn là đánh bóng, đánh nhám cho nhẵn đi. Đấy, đánh nhiều loại nhám cho nhẵn đi. Đấy, 240 thì 800 rồi 1.200, 1.500, 2.000 cho nó bóng bóng lên và em để hàng thô như vậy thôi thì nó sẽ tạo ra cái mùi thơm man mát của gỗ sưa. Đấy, bây giờ này đánh bóng ngay tới nhám 2.000 nhá. Đây, quy trình tiện cũng vất vả lắm mọi người, làm ra chiếc hạt vòng vất vả đấy. Đây, em đang đánh bóng nè. Đấy, đánh bóng hạt nhá. Đấy, đánh nó bóng loáng luôn mọi người. Đấy, mọi người nhìn nhá. Đây là em đánh bóng bằng bằng giấy nhám thôi nhá, chứ không có có chấm keo hoặc là sơn lên nhá. Em để nguyên hàng thô. Đấy. Và đây là thành phẩm đã xong, tối rồi mới xong mọi người. Từ sáng đến tối mới được một chiếc vòng như thế này. Bởi vậy làm ra một chiếc vòng sưa đỏ, sưa Bắc này vẫn vất vả lắm. Thành ra là mọi người thấy hay, hãy đăng ký cho em một like và một share nhé mọi người. Rồi em xin chào mọi người, em kết thúc tại đây ạ.